vị đang trở lại với chương trình Giờ Cửa Sổ trên FBNC ngày 22 tháng 8 và phần 2 này, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 21 tháng 8, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct, mã là VND, đã có nghị quyết về việc bán ra 6 triệu cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này được bán theo phương thức khớp lệnh hoặc là thỏa thuận, phù hợp với quy định hiện hành. Số lượng cổ phiếu đặt bán hàng ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10% số lượng đăng ký bán. Giá bán theo giá trị thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Hiện tại VND đang có hơn 10 triệu cổ phiếu quỹ, gần 155 triệu cổ phiếu VND tương ứng với giá trị theo mệnh giá là 1.550 tỷ đồng đã chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Trước đó VND được niêm yết trên SNX. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Công ty Cổ phần Thế giới Trần Anh đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, mã là MWG. Cụ thể thì Trần Anh sẽ chuyển nhượng trên 25% cổ phiếu cho Thế giới Di động, không qua hình thức chào mua công khai. Đồng thời, Trần Anh cũng tiến hành phương án hủy niêm yết cổ phiếu, mã chứng khoán là TAG, tự nguyện, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, Trần Anh đang có hơn 24,9 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là hơn 249 tỷ đồng. Trước đó, Thế giới Di động đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động mua bán sáp nhập. Ngân sách cũ cho hoạt động này trước đó là 500 tỷ đồng, còn mức ngân sách mới sẽ nâng lên là 2.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, mã là CI, vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Theo đó thì công ty này dự kiến chào bán 123,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 15.000 đồng một cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1. Sau khi chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì CI sẽ tiếp tục thực hiện chào bán 17,7 triệu cổ phần riêng lẻ cho quỹ RAM, giá chào bán là 26.040 đồng một cổ phiếu với tổng vốn huy động dự kiến là 461,3 tỷ đồng, thời gian chào bán trong quý 1 năm 2018. Trường hợp RAM không mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu mới chào bán riêng lẻ cho RAM thì phần cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ. Sau chào bán và phát hành riêng lẻ thì dự kiến vốn điều lệ của CI đạt 4.206 tỷ đồng. Thưa quý vị, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC. Theo đó, thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex 39, nên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi cho công ty. Với sự thay đổi này, thì Công ty Cổ phần Vinaconex 39 sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu là BVV. Vốn điều lệ của Vinaconex 39 là 300 tỷ đồng. Vinaconex PVC có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Công trình Giao thông miền Bắc, thành lập đầu năm 2007. Đến năm 2010, thì Vinaconex PVC niêm yết trên thị trường chứng khoán khi đạt doanh thu lợi nhuận vượt bậc so với giai đoạn 2007 đến 2009, thưa quý vị. Tuy nhiên, từ năm 2011, tình hình kinh doanh của Vinaconex PVC bắt đầu gặp vấn đề kinh doanh. Tính đến năm 2016, thì Vinaconex PVC đã lỗ gần 41 tỷ đồng. Còn tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, công ty đã lỗ lũy kế chưa phân phối là 176 tỷ đồng, trên vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Trong năm 2017, thì Vinaconex PVC, nay là Vinaconex 39, thưa quý vị, đặt kế hoạch doanh thu gần 350 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2016, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng so với mức thua lỗ gần 41 tỷ đồng năm 2016. Thưa quý vị, theo thông báo giao dịch cổ phiếu thì trong vòng một tháng qua, hai người con của ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức, mã là VGS, đã mua vào thành công 1,86 triệu cổ phiếu VGS. Theo đó thì ông Lê Quốc Khánh đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua thành công 1 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 17 tháng 7 đến 17 tháng 8. Cùng thời gian này, Lê Khánh Huyền cũng đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VGS nhưng chỉ mua thành công 866.200 cổ phiếu. Sau giao dịch, hai người con của Chủ tịch Lê Minh Hải lần lượt sở hữu 2,66% và 2,3% vốn điều lệ VGS. Trên sàn HNX thì kể từ cuối tháng 6, thưa quý vị, cổ phiếu VGS liên tục giảm giá và hiện giao dịch ở mức thấp nhất từ đầu năm 2017 là 9.300 đồng một cổ phiếu. Quý 2 năm nay, VGS báo cáo kết quả kinh doanh với doanh thu thuần đạt hơn 1.569 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 25,2 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2016. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần đã phần nào lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, nhóm công nghệ và tài chính giảm điểm đã kéo Nasdaq đi xuống trong 3 phiên liên tiếp.
Cụ thể thì kết phiên ngày 21 tháng 8, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng hơn 0,1%, còn Nasdaq giảm nhẹ chưa đầy 0,1%. Thị trường đã có thể tăng điểm mạnh hơn nếu không có sắc đỏ của nhóm công nghệ và tài chính. Trên Dow Jones thì cổ phiếu hãng bán lẻ đồ nội ngoại thức Home Depot dẫn phiên tăng điểm. Ngược lại, cổ phiếu Goldman Sachs giảm mạnh nhất. Trên chỉ số S&P thì nhóm công nghệ và tài chính giảm điểm mạnh. Chiều ngược lại, nhóm bất động sản cứu vãn sắc xanh cho chỉ số này. Chỉ số Nasdaq giảm 3 phiên liên tiếp. Nhóm 2.000 cổ phiếu vốn hóa nhỏ, chỉ số Russell 2.000 cũng chìm trong sắc đỏ. Tính từ đầu năm đến nay thì nhóm công nghệ là nhóm thể hiện tốt nhất tại phố Wall với mức tăng 20%, còn nhóm tài chính sau khi khởi động chậm chạp hồi đầu năm cũng đã bật tăng được 5% trong 3 tháng gần đây. Các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong nhịp điều chỉnh và trong ngắn hạn thì phố Wall sẽ còn tiếp tục bất ổn. Chuyển sang thị trường châu Á, thưa quý vị, đồng đô la ổn định giúp chứng khoán châu Á phần nào có được sắc xanh. Tuy nhiên, nhìn chung các thị trường trong khu vực vẫn diễn biến trái chiều trước hội nghị Jackson Hole và những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Kết phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, Nikkei của Nhật Bản giảm chưa đầy 0,1%, SX 200 của Úc tăng 0,4%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,1%, còn Kospi của Hàn Quốc thì cũng tăng hơn 0,4%, thưa quý vị. Đồng bạc xanh giữ ổn định sau khi giảm giá trong phiên trước. So với đồng yên thì đô la Mỹ phiên 22 tháng 8 tăng nhẹ giúp hỗ trợ các mã xuất khẩu. Hiện tại các nhà quan sát đang dõi theo diễn biến của các ngân hàng trung ương tại hội nghị Jackson Hole, một hội nghị quan trọng của giới tài chính. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng sẽ không có tuyên bố bất ngờ nào được đưa ra trong hội nghị lần này. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang tỏ ra thận trọng với diễn biến trên bán đảo Triều Tiên khi Liên minh quân sự Mỹ-Hàn vẫn đang tổ chức diễn tập tại bán đảo này. Trên thị trường dầu, giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm 2% trong phiên thứ hai. Đến phiên 22 tháng 8 thì giá dầu Brent tăng 0,3% lên mức 51,82 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI tăng 0,4% lên 47,55 đô la Mỹ một thùng. Một thông tin khác, thưa quý vị, hãng khai khoáng lớn nhất thế giới là BHP Billiton vừa công bố lợi nhuận năm tài chính vừa qua tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt mức 6,7 tỷ đô la Mỹ nhờ vào sự hồi phục của thị trường hàng hóa nguyên liệu. Tuy nhiên, con số ấn tượng này vẫn không bằng dự báo. BHP quyết định tăng gấp 3 mức chia cổ tức lên 0,43 đô la Mỹ một cổ phiếu nhưng cũng không đạt như kỳ vọng trước đó. Dù sao đi nữa thì các chuyên gia cho rằng bản báo cáo tài chính năm qua cũng tương đối làm hài lòng cổ đông khi BHP cam kết sẽ tập trung vào việc giảm nợ. Năm qua thì BHP đã trả được gần 10 tỷ đô la Mỹ tiền nợ, một nỗ lực đáng ghi nhận, thưa quý vị. Hiện tại thì BHP đang cân nhắc việc bán mảng khai thác dầu khí đá phiến ở Mỹ trong bối cảnh giá dầu chưa ổn định. BHP cho biết đây không phải là mảng hoạt động cốt lõi của hãng và đang tìm các phương án để tách hẳn mảng này ra. Chuyển sang một thông tin khác, CEO của hãng công nghệ Ấn Độ là Infosys vừa bất ngờ từ chức với lý do là mâu thuẫn với các cổ đông sáng lập về chiến lược của công ty. Theo ông Sikha, thì giám đốc nội bộ Pravin Rao sẽ tạm thời giữ chức CEO nhưng vẫn phải báo cáo trực tiếp cho ông Sikha chưa đến khi có tân CEO chính thức, nhưng sẽ không trễ hơn cuối tháng 3 năm sau. Trở lại vụ từ chức đột ngột thì ông Sikha cho biết là ông không thể tiếp tục dẫn dắt Infosys giữa rất nhiều cáo buộc và chỉ trích của các cổ đông sáng lập nhắm vào cá nhân ông và đội ngũ của ông. Trước đó, thì các cổ đông sáng lập vốn chiếm 12,75% cổ phần của Infosys đã chất vấn chuyện nâng lương cho ông Sikha và ông Rao. Ông Vishal Sikha giữ chức CEO của Infosys trong vòng 3 năm và đã có nhiều thành tựu đáng kể. Kể từ khi ông Sikha nhậm chức hồi tháng 8 năm 2014, thì cổ phiếu của Infosys đã tăng 20%. Giá trị thị trường tăng vọt từ mức 4,6 tỷ đô la Mỹ lên mức 31,78 tỷ đô la Mỹ. Mà ngay sau thông tin từ chức này, thì cổ phiếu của Infosys trượt dốc 13%. Thưa quý vị, giữa lúc giá dầu còn nhiều biến động thì các hãng dầu khí đang tìm cách để cứu vãn lợi nhuận. Mới đây, hãng dầu khí Total của Pháp đã quyết định chi 7,45 tỷ đô la Mỹ để mua hãng dầu khí Max Oil. Đây là kế hoạch nhằm gia tăng lợi nhuận và thúc đẩy dòng tiền của Total. Chủ sở hữu của Max Oil là tập đoàn công nghiệp Đan Mạch AB Møller-Mærsk cho biết, sau khi bán mảng dầu khí thì Max sẽ tập trung vào các hoạt động chủ lực khác, bao gồm hoạt động vận tải hàng hải. Thương vụ này đến giữa lúc Max đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn tập đoàn để cắt giảm chi phí và tách mảng năng lượng nhiều biến động ra khỏi danh mục đầu tư. Sau tuyên bố, thì cổ phiếu của Max tăng hơn 4,3%, cổ phiếu của Total giảm nhẹ 0,5%. Quý vị, vừa rồi là phần điểm tin của giờ kết sổ ngày 22 tháng 8. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ trở lại với phần trao đổi với chuyên gia với chuyên mục cổ phiếu trong ngày.